Cái ống nứa này hả bố? Để làm gì? Một người sao dài, người sao ngắn à? Đánh cá chơi rét. Đánh lưới chơi rét là chỉ có mỗi người một đầu lưới. Buộc cái cây sao kia vào là nhúng xuống nước. À tức là căng một đầu cắm cái cây nứa xuống sẵn à? Không bảo là một mình nhưng mà ôi giời, dưới này có con cá to lắm. Đấy để đây tí nữa. Rồi. Tí nữa con phải đóng cái đầu vào đấy xong đầu. Nhưng qua mới cứ mua ra đằng kia. À đúng rồi, đằng này thì cũng vậy. Còn đi bên kia thì phải dùng sao dài đúng không? Ừ. Đấy ao đây. Rét lắm. Này, cầm cái này đi. Cầm đầu cảo á? Ừ. Đây. Đâu? Đâu nào của con? Đây. Đây đâu này. Buộc chặt vào ông đi nửa đường nó lại tuột mất. Mới đi kiếm ăn. Đi kiếm ít cá ở ao để ăn. Chặt chưa? Rồi. Rồi, đi rồi. Đưa cái cho bà. Ôi, chả cần đưa. Ấy, mày hai tay mày ra từ từ chứ mày ra nhanh nhiều vào là chườm cho cái bãi gai là bà đang bế nào. Thôi cứ đi. Nào đứng đây. Bà cầm đi. À đây. Bà căng. Nào đứng đây với bộ nhỉ. Nào, ắt thế thì bế nhá. Thế ôm cổ nào. Ôm cổ. Cái này bà ra lưới bà thảo thế từ đấy. Được, thế thì quay phim. Đấy. Nào xem đi. Công nghệ đánh cá 4.0. Tức là có 4 cái không, trong đó là có cái là không lội ao. Không phải giải lưới, không phải vớt lưới, không phải lội ao. Không gì nữa. Không được cá. Không có cá. Không có cá. Thế đây là công nghệ 3.0 thôi. Giới thiệu với các bạn đây là kiếm ăn của gia đình vùng miền núi. Chỉ có đi kiếm rau cỏ, cá mú, tôm, tiếc, thịt thì đi mua nhỉ. Còn đâu là đi kiếm hết. Đây. Bà nội Lào đang ra lưới. Còn ông nội Lào làm cái sào kéo bên kia rồi. Rét mướt này là không phải lội ao lúc đâu. Lúc nữa là dính cá là chỉ cần cầm một đầu kéo về là được con nào mang về thôi. Hết lưới chưa mày ơi? Thế thì ở mỗi chỗ đấy nó lại không có cái mua mấy. Chứ còn nhiều cái mua này nó lại khó chăng. Còn đoạn giữa này căng căng lên không nó lại dính vào trà kia thì nặng. Lại còn vướng mấy cái nhánh bát độ nữa. Đúc đầu xào cho bà đi. Đúc đầu xào cho bà. Rồi nào. Đi qua đường này á. Thôi đừng đây đã. Lào đứng đây nhá. Đừng có đi lung tung nhá. Rồi. Đợi tí tắt máy đã. Không căng quá. Đây. Lưới đã thả xuống. Dí đâu sao xuống. Dí đâu sao xuống à? Đây. Ô, cắm. Đây. Cắm thêm hút. Đây. Không phải cắm để chứ. À, để nó nổi nó. Thế là
căng quá. Căng cho nó ấy, đây ông cá nó kéo đi mất tí đấy. Đấy. À đã dính rồi à? Dính đằng kia. Nhanh nhở, công nghệ bắt cá 3.0 có khác. Để ông đuổi phía bên kia nó đàn nó vào. Chẳng phải đuổi đâu, giờ cứ đi về thôi. Đi về đi hái rau dớn. Tí nữa nó lại nhiều quá nó chết đi. Nhiều ăn nhiều mà ít ăn ít. Ôi à, nhanh gớm nhỉ. Thôi tí nữa tắt để tí nữa vớt lưới cho nó nhiều. Đuổi à, ông định đuổi à? Dung cây dọa khỉ tí nhá. Chỗ này kiểu gì cũng có cá nhảy. Phải người xuống nó mới sợ lắm nhỉ. Một cành trà này. Cá, lao vào cá. Được rồi. Đây đang quay chế độ tua để đi đường mà. Đi. Anh chị nào nhầm. Đây, giới thiệu với các bạn là đi hái rau dớn. Gối, mày có biết rau dớn không? Đây, rau dớn là đặc sản của Tây Bắc. Nó là một loại dương xỉ. À đây. Đây nha, giới thiệu luôn, đây là rau dớn. Phân biệt với cả dương xỉ khác như nào nhỉ? Dương xỉ thân nó màu khác. Đây nha, để mình đây. Chính xác đây là một rau dớn nha. Đó là lấy nét điện thoại này hơi ấy. Đấy. Đây rau dớn đây. Bụi cây rau dớn là đây. Đấy. To thì nó xòe lá ra đây. Hay còn gọi là rau dương xỉ. Dương xỉ nó khác. Thì đương nhiên là nó khác nhưng nó là cùng họ. Mày ấy đi, mày hái đi. Anh quay một tay khó hái quá. Đấy. Ta chỉ bụi cho. Cẩn thận mà rớt điện thoại xuống này. Đấy này, ăn cám. Qua bỏ qua chỗ kia không hái à? Đấy. Hái rồi. Đây. Đây nhá. Đây này, kéo nhảy này. Đấy. Cái nào non anh hái già thôi nhá. Ăn đồ này. Đắng đầu mày ấy. Hơi ngon đấy, đây này. Đặc sản nhưng mà đi kiếm khó lắm, đâu không dễ đâu. Thế to quá nhỉ. Cái búp búp thôi. À, quanh đây là đồng ruộng này. Đấy, đồi rừng. Đây là rau dương xỉ. À, rau dớn là mình thấy ở Hà Nội cũng thỉnh thoảng ở chợ cũng có người bán. Hàng hiếm. Cái rau này ăn ngon là phải hái thêm 2-3 cái lá đu đủ loại bánh tẻ ấy, nó non ấy. Đây này. Rau dớn này. Rau này không phải là trồng mà là nó mọc tự nhiên ở đây thôi. Chẳng ai trồng cái rau này. Đây này. Đây nhá. Đây này. Ở bên kia này. Đâu nhỉ? Vừa nhìn thấy. Đây. Đây, ngọn ở chỗ đầu tay này. Ngọn này non cực này gấu này. Hái nhá. Mày nhìn tinh gớm nhỉ, hái ở bên đi. Đâu để anh. Vặt ở bên đấy à? Vặt hết bên đấy à mày? Đây thôi. Mọc đầy đây nhỉ. Những cái này nó ở những chỗ mà khe suối nó ẩm ướt một tí. Suối này chả có cá kết gì đâu. Ngày xưa bọn anh toàn đi đãi hến ở đây này. Bây giờ không biết có hến không. Nhưng là cái dương xỉ này. Đây á.
Ờ đấy không phải đâu. Nhìn nhìn cái nhìn cái mầm nó khác nhau mà. À chó hái rau dớn chú. Làm phim ạ. Làm tư liệu về cây này. Ô đây đây ba. Mọc theo đây. Đi theo khe này xem có. Chú cắt cỏ cho cá à? Cá to không chú? Ờ, được. Bé thì cũng khoảng tầm chục cân thôi. 3-4 cân có mà. 3-4 cân có mà. Đấy, loại 3-4 cân ăn thích lắm. Tây chỉ là nó có lông. Đây cũng ao mà ấy này. Ao mà đang đắp lại bờ này. Được nhiều chưa? Đâu để anh xem kết quả của mình này. Đâu? Già, cái này già quá rồi em ơi. Ta đi bỏ đi. Rồi thôi, ăn vẫn ăn được ấy. Đây. Cũng không nhiều lắm nhỉ. Xem bố anh hái được nhiều chưa? Thôi mình đi bỏ qua. Bỏ qua nhiều quá. Có cả rau ngải cứu mọc ở đây này. Ngải cứu xịn. Đây này. Ý. Từng nhiều chưa bố? Mới rồi. Ủa? Chết làm nào để phân biệt với cái cả dương xỉ đây nhỉ? Dương xỉ là có lông mà. Ôi, chúng mày hái khi mà chả biết có phải không. Chúng ta xem nào. Đúng còn gì nữa à? Đúng rồi. Có thể là nhầm thôi nhưng mà vẫn đúng. Cái này lấm quá. Lấm quá thì bỏ đi, hay già quá bỏ đi thôi, nhưng đúng. Đúng. Nhầm là được. Đâu đâu bố vành. Vành dạo túi lên nào. Quay lại lấy bình bịt đi. Lấy bình bịt nào. Ờ gấu lấy đi. Cái này nó ở đây. Nhìn thực ra là nhìn phân biệt được ngay có gì. Đó đi xuôi ra kia. Dưới kia không biết nhiều ông, từ chỗ ao chú thắng không có mấy đâu. Đúng rồi, phải lấm vật để đi. Đấy vừa bảo là có cả ngải cứu ở đây mà. Hái dâu dớn. Trời ơi. Đúng. 21.8. Đi đâu thắng? À, anh gấu à? Thì nghĩ anh đội mũ bảo hiểm mà ngay nhá. Tắt đèn đi. Chắc phải xuống tít dưới kia chứ trên. Từ chỗ trên này chả có mấy đâu. Cô. Vâng. Ôi, nhà cô có cây đào đẹp quá, đã có nhiều hoa rồi. Đi kiếm rau. Rau rừng. Rất nhiều rau ngải. Ngải này thơm lắm. Ngải nhỏ này phải ngon. Ở bên này, bên này. Bán ngàn rau ngải. Ngải này nó cho óc trần hay là ngải trứng được. Thôi đi xuống đây. Đấy, ra phải khu đoạn chỗ này đổ xuống nhỉ. Cũng chưa mày. Có nhưng chả có mầm biết mấy. Có mầm. Đây này. Dọc theo cái lên bám mau quá cho một nắm mà ta hái được nắm kia cho nước. À thế à? Thằng nào lại thấy được nó nhiều. Rau thiên nhiên. Kiếm được cái rau này mà bán thì khó lại nhỉ. Ôi, ở trên đám cưới cũng về thằng người mua đấy, khuyên nó mua đấy. Ờ, nhưng mà chỗ nào mà họ. Ở trên kia nó có hàng cánh rừng rồi chứ. Họ nhiều họ đi hái chứ như ta đây thì. Hái họ đem chợ nó bán. Vâng. Mà cái loại mà to dài mà cái ngồng của nó bó thành
ấy thành mớ được cơ. Mình đây nó hơi bé. Gấu cẩn thận à, lộn cổ ruộng nhá. Ờ đi cả quãng này có cái nào đâu. Cứ đi thẳng à? Cái gì? Chả thế à, mày hôm nọ cái video ao cá. Ao cá mày mở cũng dính. Đây 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 đây. Bán này có rau nhưng mà lại không có không mầm, không non. Bên kia có vài cái thôi. Đây. Chính xác nó là cái này. Đấy. Nhưng mà cái mầm nó lên đây. Đấy. Thế YouTube mà cho nhạc linh tinh vào đó. Nó khóa luôn. Dạ. Đúng rồi, có cái dòng phần quế là mít xuống dưới đây. Đây là bãi rau nhưng mà không có mầm mấy. Hay là người ta hái rồi. Bắt nó ra sống cái mổ. Đây này, đằng này cũng có này. Về cho ít giấm mẻ với mấy tàu lá đu đủ vào xào, tí tỏi thì. Khả năng là phải xuống cái bãi rậm rậm dưới kia kìa. Đấy. Chính xác là bãi đấy. Đây có mấy bác vẫn đang đi cấy. Đi từ nãy đến giờ đoạn kia có mấy đâu. Cứ đi thẳng lên kia. Ui gấu chỗ này còn có cá này. Đây nó mới phát cái kia lên nữa. Đồng đến giờ không thấy ai đi đánh lươn mà. Hái rồi à? Ừ. Thằng nào thấy ngọn vặt này. Đây này ngọn thon đây này. Ờ, vặt rồi đấy. Ừ. Ui, đi trước à? Hay là bà Hồng xuống đây. Không, bà Hồng hái trên nhà. Đây này, có người vặt rồi. Thế gì? Thế thì khó ăn, dấu mới lắm. Nhưng mà nó chỉ gạt hạt càng to thôi, mình cái nhỏ hái. Thôi được. Gấu đi hái đi, ta quay phim này. Ồ, mình ta hái chắc ăn, nó hái về để phải nhặt. Nhặt xem có thế. Xem có phải hay không nữa. Ồ, cái khẩu này là trước làm mương đây, ta bảo ta ôm về, ta buộc củi thì giờ lại ở đây rồi. Đây gọi là rau bờ ruộng. Trong lúc chờ cá thì thôi, mày không đi được đâu, quay lại đi. Chăm à? Chăm. Quay lại đến bờ cứ đi. Thôi được rồi. Quay. Quay thôi. Gấu gấu bờ đấy đi được không? Đi được đi thôi. Đi hái rau mà hơi bị xa đấy. Chụp cây rồi đấy. Chụp. Ôi giời. Bãi này lại nhiều mon nhỉ. Chủ yếu là đi kiếm rau. Cấy à thím? Đâu sắp xong chưa ạ? À? Thím sắp xong rồi. Cháu đi lượn lờ đây chơi tí thôi. Ừ. Về đi xăm đầu à? Đi hái rau dớn mà ai hái hết mới rồi. Thế qua đèn. Anh lượn anh vừa hái nãy đó. À tí nó lên nhà. Nào thấy dầu mới lắm, vừa vặt xong. Thế tốt rồi. Tụt không? Bà ấy đi được không?
Ô thế thì ít. Xin nhiều quá thì mua. Ít. Ít quá không ăn thua. Em nặng như này em không sụt được anh sợ. Thì mày đi vẫn đưa anh bờ này xoàng. Mày mới sợ nhảy xuống đấy chứ. Em thụt phát xuống đây. À mày quá bạn không lại đến chỗ này. À bạn ấy vẫn còn à? Ừ. Ok. Bờ bé quá nhỉ. Đi thẳng đi. Xem phải không? Ở trong mé cái ông kia mới có chứ ngoài bờ này có gì. Chỉ theo khe nước ở trong kia. Hai cây ở bờ này. Được, công nhận. Rồi, đi tiếp. Đấy, mày phải đi trước. Đi trước các bảng thì mẹ may ra mày hái được chứ. Ở đây có cả rau muống chua. Đây này gấu ơi, ngọn mập như này mà. Này. Này. Nhìn thấy chưa? Chưa rồi, đầu tay anh đấy. Sợ thụt không ra. Ngoài thoải mái, thụt làm sao được. Nó phải có búi chứ em. Vạch ra, không có ngọn nào nữa không? Vẫn có. Đây. Giới thiệu với các bạn đây là cây cà rãnh. Đố ai search Google mà ra được cây này. Đây gọi là đặc sản của người dân tộc Má. Đây là quả này. Cái tóc đuôi như vậy. Đây là hoa này. Đó là cây cà nên hoa vẫn tím như này nhé. Tộc Mông rồi. Lá đúng lá cà luôn. Nhưng quả nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi. Đấy. Từng chùm mà nó có gai. Ở cuống quả nó có gai. Ăn thì đắng. Nấu canh cực ngon luôn. Nhà trên này phải đánh cái này ở rừng về trồng để thỉnh thoảng vặt nấu canh. Canh cà rãnh phải nói là vô đối. Phải nấu với rau rau dền cơm. Chuẩn là rau dền cơm. Với ví dụ như vài ngọn rau đay, vài ngọn rau mùng tơi tàu. Nấu với cái cà rãnh này là tuyệt vời. Hết ý. Ai ăn rồi nghiện. Bây giờ là khoảng một tiếng sau khi đặt lưới thì, bây giờ đi hái rau dớn về đến đây rồi. Mình ra vớt cá nha. Xem được con gì không. Ui, sao mà nổi liều phèo thế kia. Sao nổi thế kia. Chả biết có được con gì không. Nếu mà được thì tối nay ăn cá với rau dớn xào. Còn nếu mà không được thì tối nay nhịn. Chỉ có mỗi rau dớn thôi. Rau dớn thì hôm nay mang về rồi. Có. Còn cá thì sao lại thế này. Thẳng văn tưng thế này. Ôi rồi ôi. Đi đuổi cá tí nhá, để máy đây đã. Chuẩn bị vớt lưới thì phải đi đuổi cá thêm tí nữa không? Trắng lắm, chưa chắc đã được con gì. Đấy. Con trên phía ngọn ao. Đập.
thế là không, cả đầu này trắng phau, thế là thu gọn gọn và lại không phải gỡ. Thôi tối nay rịn ăn mỗi rau ấy thôi. Dãy cái gì? Lưới trắng tinh này gọi là đi rửa lưới. Bớt, không biết vớt lưới chưa? Vớt rồi. Vớt rồi nhỉ. Chưa thấy gì cả. Có một hoặc hai con giấy giấy, không biết là con gì có ăn được không? Nọ dính cù kỳ vào mà nhỉ? Dính cù kỳ à? Hôm nay nó tỉnh đòn rồi nó. Kia chỗ kia chìm chìm kìa. Đấy, dậy dậy đây này. À. Có đục ngầu ngầu nè. Chắc lưới này chạm bùn đúng không? Ừ. Nước nông quá. Nông tuét. Hay là ra hết rồi chả biết được. Đây, nhìn ở đây. Ôi, cá trôi. Được hai con không? Chắc là hai con. Chỗ kia con nữa đang dãy kìa. Hai con trôi ăn tạm. Con trôi nữa à? Ừ. Mắc díu díu vào cái cỏ này. Đấy, hai con. Dãy làm gì, cố làm gì. Thế thế là vừa đẹp. Hai con chả phải gỡ lưới mấy mà chẳng nặng mấy. Rồi, chẳng được. Đúng là đủ một bữa. Quả này phải đợi con đi xin băng rang đã. Thôi đi về. Về đi xin băng rang ấy. Rau dớn sau khi hái về thì rón ra đây. Lào cũng rón đây. Thương Lào đang ngồi rón rau đây. Rón đi. Rón chỉ lấy cái phần non thôi. Đấy, ngắt ngắn ngắn ra như thế này. Tí đi lấy thêm ít lá đu đủ. Rửa sạch đi là lá đu đủ non là thái nhỏ ra, bánh tẻ. Thái nhỏ ra đập tỏi cho ít giấm vào xào. Lào có ăn không? Dạ. Lào có ăn rau dớn không? Có. Vào đi. Tàu bay không? À, nói tiếng Tây tiếng Tàu gì. Ôi giời, chưa ăn được ngay, phải nấu lên nữa. Cho bố xin nào. Cho bố xin. Cho. Ừ, cho nhá. Cho để thảo đấy nhá. Ngồi xem thôi. Chưa gión, chưa biết gión đâu. Xuống bếp, thả vào bếp. Ông ơi vào ăn cơm. Dạ rồi, ông vào ăn cơm kìa. Đây là rau dớn. Cả chiều đi hái bây giờ về nó xào. Với lá đu đủ mà nó ngót vào để có bấy nhiêu thôi. Bây giờ không phân biệt được đâu là lá đu đủ, đâu là rau dớn nhỉ. Đây, ở đây. Đấy. Đặc sản. Đi kiếm cả buổi chiều mới được bấy nhiêu. Ôi dồi ôi, phải làm miếng đã. Ngon rồi đó. Hơi đắng đắng. Phải cho một tí mỡ, một tí tỏi. Tí giấm vào. Và xào làm. Ăn.
thành phố làm gì có rau dớn, rau xỉ. Bỏ đấy, em đi xem bên này, đi bên này, đi bên này. Còn đây là nồi cá nấu măng rang. Măng rang đưa con mâm mà đến bữa ăn đây hả? Ngon nhất trong tất cả các loại măng. Đừng nói đến là măng rang cuối mùa nhá, gần Tết rồi, giờ chỉ còn lại. Em ngồi đây với bố đi. Sót lại một ít rồi. Em ngồi với bố đi. Sót lại à? Ngon. Nhà nào làm nhiều thì còn ăn đến tháng tư, tháng năm. Bây giờ thì chả có ai làm nhiều, chỉ mỗi nhà thì làm. Chỉ làm. Làm yến à? Yến là yến rồi. Ngày xưa người ta làm hoàng tạ cơ. Làm bán rồi mới làm hoàng tạ ăn. Không, làm ăn là hoàng tạ luôn. Mà có nhà muối, có nhà muối mà không cho nước nhỉ? Ăn cho đến mùa măng hàng năm. Đúng không? À. Có nhà muối mà không cho nước. Đúng, muối không cho nước. Mình làm có nước đâu mà đến giờ nó đẩy đầy. Mình làm có nước chứ. Bây giờ giờ làm mãi nó khách ra. Có thấy như nhà bà Khôi ở trước làm hay hay làm không nước hay sao? Không nước. Này, mình măng ngon nguyên. Muối không nước, mình măng ngon nguyên. Sang năm. Còn muối có nước thì cho trắng măng. Sang năm cái đặc sản này lớn thêm. Người ta bảo thơm. Có mặt ở Hà Nội. Thơm như miếng măng rang, bởi vì là làm nó không có nước nên là nó thơm, nó đen. Trong nhưng mà tất cả các loại măng thì rất ngon. Này, măng này ngon nhất. Bữa cơm miền núi ngoài cái xúc xích kia mua thì đúng không? Là cá bắt dưới ao, măng trên rừng và dâu ở trên rừng. Sau này cũng vừa đi xa khác chiều nay về được bao nhiêu? Ngon quá. Thôi xin mời mọi người nhá. Đi đi, con đi làm kìa.